Hello, xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người đã quay lại kênh NVN Gấp Biên mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đó cập nhật lại góc nuôi cá mình nha các bạn. Đó thì đây, đó, mình sẽ đăng video hàng ngày nha, liên tục nha, để cập nhật những dòng cá bảy màu bên mình nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ quay từng dòng đó báo giá cho các bạn cùng xem nha. Đây là dòng đầu tiên nha các bạn. Đó thì dòng đầu tiên. Đó, đây là dòng rồng tím màu sắc nha. Đó, tím màu sắc, tím màu sắc bên mình nha. Đây trong má nha, một cặp trong má như vậy nó sẽ có giá là 40k một cặp nha các bạn. Đó, size này size làm giống về cho anh em sinh sản, cho anh em ghép sinh sản nha. Đó, trong máy máy cho mình size này size sinh sản nha các bạn. Đó thì mình ghép trong máy cũng được 2 tuần rồi thì cá nó đang ôm bầu nha. Đó, cá đang ôm bầu, đó số lượng nha. Đó, một cặp bên mình bán với giá là 40k một cặp nha các bạn. 40k một cặp rồng tím mua sắc như vậy nha. Rồi, dòng tiếp theo nha. Đó, dòng tiếp theo, dòng này dòng quốc dân luôn nha các bạn. Dòng này được nhiều anh em rất là yêu thích. Đó, dễ chơi. Đó, mà tay bơi nó lại đẹp nữa các bạn. Đó thì một cặp Dumbo Dattel như vậy. Đó, giá của nó là 40k một cặp nha các bạn. Đó, bộ này bộ hắc mun luôn nha các bạn. Bộ hắc mun luôn. Đó, bộ hắc mun, tay bơi to luôn nha các bạn. Size này size 2 tháng rưỡi, size còn rất là tơ nha. Anh em mua về dưỡng 3 tháng, 3 tháng rưỡi thì tay bơi nó sẽ dài tới cuốn đuôi luôn nha các bạn. Dài tới cuốn đuôi nha. Đó thì bầy này mình đã lựa ra rồi. Đó, cho anh em về làm giống chơi nha. Đó, giá cũng là 40k một cặp nha các bạn. Dumbo Dattel, giá 40k một cặp nha. Đó, trống mái đuôi hắc mun, tay bơi to luôn nha các bạn. Đó, size rất là đẹp luôn. Rồi, dòng tiếp theo là dòng Lutobat. Đó, Lutobat nha. Đó, Lutobat thì nó có màu xanh ngọc nhìn rất là đẹp luôn. Đó, giống mà viên ngọc luôn nha các bạn. Đó, viên ngọc biển luôn. Đó thì dòng này mình đang bán với giá là 40k một cặp luôn nha các bạn. 40k cặp luôn, trống mái nha. Đó, một cặp trống mái nó sẽ có giá là 40k một cặp nha. Này, trống này. Đó, trống nó sẽ có cái màu xanh nhẹ xanh ngọc á, cái bằng xanh ngọc nha. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Cái dòng này mà anh em chơi bể kính thì khỏi bàn luôn. Đó, chơi về bể kính mà có ánh đèn dọi xuống thì nó có màu xanh ngọc trai. Cái này màu xanh ngọc trai nha các bạn. Đây một cặp trống mái như vậy. Con mái rất là lanh luôn. Đó, con mái đây, mái size này size rất là cối luôn nha, 40k cặp nha. Rồi, dòng tiếp theo là rồng xanh Indo nha. Đây, một cặp rồng xanh Indo như vậy nó sẽ có giá là 40k một cặp nha các bạn. Đó, size này size 2 tháng rưỡi nha. Nó lên hoa văn rất là đẹp luôn, màu xanh rồng xanh Indo. Đó, trong mái, mái sẽ cối, mái đang bầu luôn nha. Bộ vây nó rất là khủng luôn, bộ vây đuôi nó rất là đẹp nha. Đó thì mình đang bán với giá là 40k một cặp rồng xanh Indo nha. Đó các bạn mua thì cứ liên hệ bên góc màn hình, mình có để số điện thoại và Zalo kết bạn mình nha. Đó, bên mình đi đơn là mình nhận chuyển khoản trước mình mới đi đơn nha các bạn. Đó, mình chứ không nhận ship code nha các bạn. Đây, một cặp rồng xanh Indo, giá của nó là 40k một cặp nha. Đó, size này về nên làm giống thì khỏi phải bàn nha. Nó cam kết là thuần 100% nha. Rồi, đây là full gold response, đây là cá trống nha. Đó, bộ cá trống. Đó, mình vẫn còn tách trong máy của full gold response nha. Đó, cá trống nha, bên đây cá mái nè. Đó, cá mái mình thì nó lên lên tay bơi. Đây, vàng khè đây nhớ bạn. Đó, lên tay bơi. Full gold response, tay bơi bướm. Đó, full tay bơi nha, full tay bơi, full vẫy nha. Giá là 70k một cặp nha các bạn, 70k một cặp. Đó, 70k một cặp full gold đít bông. Đó, màu vàng gold rất là đẹp nha các bạn. Đó, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Size này anh em mua về ghép trong mái để sinh sản thôi các bạn. Rồi, dòng tiếp theo dòng Blue Tarzan. Đó, Blue Tarzan nha. Đó, cái dòng này thì rất là đẹp rồi. Đó, cái dòng màu xanh huyền ảo nha, màu xanh đen huyền ảo nha. Đó, một cặp nó và có giá là 40k một cặp luôn nha các bạn. Đó, cái màu rất đẹp, mình cái dòng này mình rất thích chơi nha. Đó, cái dòng này mình còn giữ chơi từ mà lúc mình mới tập chơi tới giờ luôn, 5 năm rồi nha. Đó, Blue Tarzan, nó giá là 40k cặp nha các bạn. Rồi, đây là Will, nó Will Sọt. Đó, Will Sọt nha. Đây, Will Sọt, anh em nào thích dòng sọt thì mua dòng này nha. 35k một cặp nha các bạn, 35k một cặp thôi các bạn ơi. Đó, người ngắn ngắn đụng đụng rất đẹp nha. Nhớ những chú heo nước rất đẹp luôn nha các bạn. Rồi, 35k một cặp. Đó, nhìn rất là dễ thương nha. Rồi, dòng tiếp theo là dòng này, dòng đỏ nha.
Đó, rồng đỏ mình đang bán với giá là 30k một cặp nha các bạn. 30k một cặp rồng đỏ đây. Trống mái nha, đó mái sai cuối nha. Đó, bộ vây đuôi của con trống rất đẹp nha các bạn. Cá rất là lanh luôn. Đây cá trống này các bạn. Là cá trống này, bộ vây đuôi nhìn rất là đẹp nha. Đó. Bản đuôi rất là to luôn, bộ vây rũ nhìn rất là đẹp nha các bạn. Giá chỉ có 35k một cặp thôi các bạn ơi. 35k một cặp. Đó. Cá mái đây. Đây cá mái. Trong mái đây. Đó, mái thì cũng đang ôm bầu nha. Đó, 35k cặp thôi anh em. Rồi dòng tiếp theo. Đây dòng HP Red nha. Đó, một cặp trong mái nè. Đó. 40k một cặp nha các bạn, HP Red. Đó, size 2 tháng, chưa tới 2 tháng rưỡi nha. Đó, có nhiều bạn hỏi bên mình cho ăn cám gì mà cá mập vậy, thì bên mình cho ăn cám trộn nha. Ăn cám trộn thì nó cũng có chất dinh dưỡng, tại vì mình có thêm trộn thêm cái acrylamin sấy khô nữa. Đó, nên đủ chất dinh dưỡng cho con cá nó mập, màu sắc đẹp nha. Đó thì HP Retro mình đang bán với giá là 40k một cặp nha. Bộ vây của con mái rũ thì tuy mỏng nó, tại vì giá tầm trung, còn dày hơn nữa thì có giá là 100, nó từ 100 tới 200 nha. Đó, anh em mua tập chơi thì mua những dòng này là ok rồi, 40k một cặp nha. Rồi HP Lu. HP Lu. Đó, dòng màu xanh trống nó full palladium rất đẹp nha. Đó, 40k cặp HP Lu nha các bạn. Đó. Trong mái nha. Rồi HP Lu giá là 40k cặp nha các bạn. Đó, dòng này rất đẹp luôn, xanh đen. Đó. Ở trên đầu nó màu palladium màu xanh 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 nhìn rất đẹp nha. Đó, giá chỉ có 40k một cặp thôi các bạn. Nó trong mái nha. Đây, Dumbo già bên mình đây. Các bạn thấy bộ tay bơi nó khủng. Đó, size 3 tháng rưỡi thì nó sẽ như vậy nha. Đó. Đây là cá bố mẹ nha. Đó, nhìn hơi bị ghiền nha, tay bơi hơi bị ghiền đó. Đó thì Dumbo tay bên mình. Đó, 40k cặp nha. À, thôi video mình cũng xin kết thúc đây, các bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký để hộ kênh nha. Xin chào tạm biệt bạn, hẹn các bạn trong các video tới nha.